Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại kênh mình nha. Thì hôm nay thì mình có lên một bộ máy của Ý nha. Bộ máy 3 ngựa 1 pha, xe 18. Rồi trước tiên vô video clip thì xin chúc toàn thể anh em xem video clip có một tối trang này làm vui nha. Và sức khỏe nha. Chuẩn bị cho một ngày mở sọt và tốt lành. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết nha. Con máy này là con máy đầu Ý nha, TX13.14 nha. Con này thì nó 5HP, 3.6kW, mắc cái Italia nha. Dòng máy Italia đó, thiết kế 18 ly, lưu lượng nước 13 lít trên 1 phút nha. Con này thích hợp cho anh em rửa xe máy ô tô nha, đó là khỏe luôn, đó là áp vừa áp cao vừa lưu lượng nha đó. Con này rất là đẹp luôn nha, thiết kế 18 ly, đầu khá đẹp luôn nha anh em đó. Con này thì mình có lắp một cái tê hồi của Italia luôn nha, tê hồi 21 lít, tê hồi áp 230 lít nha, 90 độ C đó. Tê hồi này tê hồi của Ý luôn nha anh em, Ý luôn nha đó. Rồi con này thì mình được lắp bởi cái motor của nó là motor Toshiba, motor điện 1 pha nha, 3 pha mà nó đấu qua điện 1 pha, lắp qua điện 1 pha nha. Đó. Này thì mình lắp mặt bít nha, mặt bít này nè. Con này thì gắn mặt bít nha, gắn tiện mặt bít nè, gắn hai bốn cái tay ốc, bốn cái tay nha, bốn ốc vào là mình sẽ gắn cái đầu vô là chạy rất là êm luôn nha. Đó. Ô tô khí nha, chạy rất là êm. Họ lắp lên mà một cái mâm bánh xe nha, xe đẩy hai bánh xe. Đó là chắc chắn luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không? Rất là chắc chắn nha. Chạy rất là êm luôn. Đó, anh em đẩy đi đẩy lại nhỏ gọn nha anh em. Nhưng mà nó rất là mạnh nha. Đó. Này dòng tiên sứ áp cao. Áp lên 100, 120. Chạy bét 1 ly 2, lưu lượng nước 13 lít trên 1 phút. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy nha. Rồi, máy em bật nè. Đó, chạy rất là êm nha. Nước đang hồi về nha. Đó, chạy rất là êm luôn. Đó, nước đang hồi về nha anh em. Anh em gắn cái gì hồi vô nha. Đó, áp lên 12kg nha. Chạy rất là êm luôn. Gắn súng là máy gì không nha. Tê hồi này cũng quý nha, rất là chạy luôn nha anh em. Đó, chạy rất là chạy luôn. Đó, anh em thấy không? Đó, đã luôn nha. Áp 102kg nha anh em. Đang lắp bộ máy cho anh khách nha. Đó. Áp 102kg nha. Gắn súng gì không mà chạy rất là êm nha. Chạy không tải rất là êm luôn nha. Đó. Quá đã luôn nha anh em. Rồi mới về được cơ thôi nè. Hơi nha anh em. Đó, con hơi với Iwata này, con hơi rất là to luôn. 5 ngựa. Rửa máy rất là ngon luôn nha anh em. Đó, con hơi này mới về sáng nè. Thank you.
luôn nha anh em, anh thấy không? Bình nè. Áp tầm 2 kg rất là ngon luôn nha. Bắn rất là khỏe luôn nha anh em. Đó, mượt mịt luôn nha. Rồi ngắt súng thì máy chạy đó là em nha. Đó, chạy đó là em bị không luôn nha anh em. Rồi mình test máy nha. Đó. Chạy rất là ngon lành luôn nha. Rồi thì con này là mình đã test chạy OKS rồi nha. Đó, thì dòng này thì này là khách đặt mình lắp lên nha. Dòng này anh em nào muốn xài thì hãy liên hệ với em. Thì con bộ này thì mình lắp, nếu mà anh em lấy dây súng luôn á thì 12,5 triệu nha, 12,5 triệu. Còn nếu mà anh em không lấy dây súng thì trừ ra nha. Đó, thì cả dây cả súng luôn, lên khung luôn nha anh em. Rồi xài rửa xe máy ô tô rất là khỏe luôn, điện một pha nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong thấy hay cho được like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi anh em nhớ nhấn chuông thông báo để mình có thể ra nhiều video cho anh em đón xem nha. Rồi cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Rồi cuối video thì xin chúc sức khỏe toàn thể anh em nha. Rồi hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.